mình xịt chân. Cái bình này trên thị trường hiện tại nó có các thương hiệu khác nhau. Còn về quy kết của bình rồi thì các cái quy kết của bình rồi các cái dụng cụ nhỏ của bình thì nó như nhau thôi. Giòn cao su rồi vòi bơm rồi thì tay cầm. Thì đầu tiên là mình giới thiệu cho mọi người một chút về cái bình này. Cái bình này là bình xịt kem này. Toàn bộ thân bình của nó được làm bằng inox. Đấy ạ. Toàn bộ là làm bằng inox. Thì trên thị trường có hai size bình khác nhau, size là 0,5 lít và size 1 lít. Thì em ở đây nó sử dụng là size 0,5 lít. Đây, nó trên cái bình nó có vạch mắc là 0,5 lít đây. Đấy ạ. Tức là cái lượng kem mà chúng ta cho vào trong cái bình này nó tối đa nó chỉ được là 0,5 lít thôi ạ. Chứ anh chị mà cho đầy bình thì kem của chúng ta lắc hay là chúng ta như cái này nó lại đánh chăn chi ạ, nó sẽ không bông, nó không có khoảng trống để cho kem nó bông. Thì cái lượng kem mà tối đa cho trong này chỉ là 0,5 lít thôi. Thì trên thị trường ấy, cái bình xịt kem này nó chỉ khác nhau với thương hiệu thôi. Bình của em đang dùng là bình Mosa. Còn ngoài thị trường có rất nhiều thương hiệu khác nhau nữa. Thì đây là phần trên của cái bình này. Phần trên bình nó sẽ gồm những bộ phận sau. Thứ nhất là vòi phun kem. Đây ạ, mọi người để ý cho anh. Đây là vòi phun kem. Thì khi chúng ta vệ sinh, chúng ta rửa ở cái vòi phun kem này nó hai cái rong này. Nó hai cái rong. Anh chị lưu ý là không rửa cái vòi phun kem này dưới vòi nước nóng cho em nhé. Chỉ rửa sạch dưới vòi nước trắng thôi ạ. Rửa dưới vòi nước nóng về lâu về dài cái rong này nó sẽ bị nở. Nó sẽ bị hở khí ra và hở kem ra ngoài. Sau khi rửa sạch xong thì mọi người sẽ lắp vào đây cho em. Đây ạ. Lắp vào cái tay bóp kem. Bộ phận này, bộ phận bóp kem này. Bóp kem này, cái kem này nó đẩy. Đẩy cái van nó xịt kem ra ngoài. Đấy. Lắp vào như này. Đây là cái đuôi. Đuôi bắt hoa kem. Cái này anh chị gặp nhiều ở quán sinh nhật này. Quán sinh nhật họ hay lắp vào cái đuôi hình hoa này, hoa kia, bốn cánh, năm cánh đều. Thì đây để trong đồ uống mà tiện dụng mà cơ bản nhất thì em sử dụng là đuôi hoa tulip. Đấy, 8 cánh hoa. Em lắp vào cái vòi này. Anh chị mà sau này mà dùng món này mà mua bình ấy, thì đi theo một cái bình nó sẽ có ba đuôi khác nhau. Một đuôi nhựa vuông, một đuôi hoa tulip này và một đuôi hoa bốn cánh. Ngoài ra mà mình thích các hình khác mình có thể mua lẻ bên ngoài cho em. Nó khá rẻ thôi. Đây là tay cầm. Tay cầm để chúng ta giữ cái bình kem, chúng ta bóp ra. Thì cái tay cầm này nó sẽ chứa một viên ga ở bên trong. Trên tay em đang cầm là bình ga đây. Ga này là ga lạnh nha mọi người nhé. Chúng ta nén cái khí ga này vào, nén cái khí ga này vào bên trong bình. Chúng ta lắc lên thì nó có cái khí ga nó làm cho kem chúng ta bông lên. Ga này là ga lạnh chứ không phải là ga nóng như chúng ta đốt cháy ở nhà đâu ạ. Cái ga chúng ta sử dụng ở nhà đâu ạ. Khí ở trong này là khí N2O. Khí mà có nhiều nhất trong quả bóng cười đó. Sau này anh chị mà làm buồn buồn thì chọc một hai cái viên này ra nó quanh quanh đi quay vừa làm vừa vui. Đấy ạ, thì lúc chúng ta lắp cái khí ga này, chúng ta nén cái khí ga vào thì cái này nó tác dụng là vừa nén khí ga vừa là cái tay cầm để chúng ta bóp kem luôn. Thì bên trong nó có một cái rong cao su như này nữa. Đây, rong cao su. Thì anh chị cũng lưu ý là không rửa cái rong cao su này dưới vòi nước nóng cho em nhé. Chỉ rửa dưới vòi nước trắng và nước lọc sạch cho em thôi, rửa nhiều lần ạ. Rửa xong thì anh chị nén nó vào cái viền đây. Cái rong này nó sẽ giữ cho khí ga nó không bị ra ngoài, kem nó sẽ không bị hở ra ngoài. Ok. Với bộ phận cái bình này nó chỉ quan trọng nhất ở trên cái đầu bình này thôi, nhiều chi tiết nhỏ. Còn cái thân bình của nó sẽ full inox như này rồi. Anh chị chỉ cần tráng sạch trước khi mà làm kem thì tráng qua nước nóng cho em, cho nó sạch mà không bị dính cái mùi của các cái lần kem trước. Rồi ok, rồi em sẽ thế này, em làm cái bình này. Chứa của nó là 500ml nhưng em chỉ sử dụng có 400 thôi. Em muốn cho kem bên trong nó nở tối đa nhất có thể. Em dùng là 400 kem ambient. Topping, cái kem topping ambient này của em ấy, về cái độ cứng của nó chỉ vừa phải thôi, nó chỉ tạo form. Cái độ ngậy của độ và độ ngọt của nó hơi nhiều, hơi cao khi chúng ta ăn thì cảm giác phải hơi ngậy. Thì em sẽ chế thêm là nửa hộp sữa chua không đường để nó làm giảm bớt cái độ ngọt và độ ngậy của cái kem đi, và chúng ta ăn tăng cái vị chua nhẹ lên thì nó sẽ dễ ăn hơn rất nhiều. Thông thường anh chị mà hay mua bánh sinh nhật đấy, anh chị thấy cái lớp kem ở bên trên nó rất là ngậy đúng không ạ, cực kỳ ngậy.
cái kem này chúng ta uống với đồ uống mà chúng ta để nhận như vậy thì rất là khó uống. Cho nên là em sẽ cho nửa hộp sữa chua, nếu anh chị nào thích có thể là cho cả một hộp sữa chua cho em cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Đặt cái này quấy lên này, quấy đều lên lên. Rồi sau khi quấy xong thì anh chị tiến hành anh chị lắp cái quận này, lắp bình vào cho em. Bạn chặt vào, anh chị vặn chặt hết cớ tay cho em thì thôi. Chúng ta lưu ý là không nên vặn chặt quá, khi mà nó hết cớ là anh chị, nhiều anh chị là sợ là kem với ga nó hở ra là vặn thật lực, vặn dồn bao lực vào, nhưng mà nó còn cái gom cao su em vừa lắp vào, mọi người hình dung ạ. Lát em lắp khí ga vào em lắp lên thì cái gom cao su nó vặn thì ra lại nó sẽ nở ra một chút. Nếu mà chúng ta vặn chặt quá đến lúc mà bơm hết kem ra nó vặn đến mỏi tay nó không ra được, chỉ vặn tới tầm này cho em là thôi, không vặn thêm nữa. Bước cuối cùng sau khi chúng ta đã xong như này rồi thì các chị sẽ tiến này là nén cái khí ga này vào cho em này, nén cái viên ga này vào. Thì viên ga này thì trên thị trường đi với cái bình này là vừa zin cái tay cầm này, anh chị thả cái viên ga vào đây trước, sau đó úp ngược cái viên ga vào đầu van ga này, van nén ga này úp ngược vào đấy. Mọi người sẽ tiến hành vặn vào cho em. Mới đầu mọi người chỉ vặn tới này thôi, đừng nén vào vội tại vì nó đang bị ngược chiều tay. Anh chị mà vặn đến này anh chị sẽ bị ngược chiều tay, rất khó vặn hết vào, nên dốc ngược cái bình lại cho em như này, vặn như này sẽ thuận chiều tay anh chị ơi. Và thao tác vặn lưu ý cho em này, vặn liền tay và vặn hết cớ, chặt hết cớ đi thôi, không vặn nửa chừng. Lưu ý là anh chị đang vặn nửa vòng anh chị dừng lại, ga nó vừa chạm với cái kim nó phụt ra thì nó không nén được vào trong mà nó sẽ bị ra ngoài nhiều. Thì một viên ga chúng ta coi như là tác dụng nó không hết, nó chỉ vào một nửa thì làm cái ga bên kem bên trong nó lạnh không đều, độ bông nó không tới, lắc mỏi tay nó vẫn cứ loãng. Mọi người nhìn cách em nén ga nha, mọi người nghe tiếng ga nó xịt vào bên trong cho em này, mọi người thấy không ạ? Đấy, nó đẩy xịt vào trong, bật một tí ra ngoài và xịt vào trong. Còn nếu anh chị mà vặn nửa vòng tay thôi thì vừa này nó xịt hết ra ngoài. Đấy, lưu ý thao tác là cái bước mà nén ga này phải rất khoát cho em, rất khoát hết tay. Đấy, như vậy là xong rồi. Giờ chúng ta chỉ tiến hành là lắp cái bình kem này lên thôi, để cho kem bên trong nó bông 40-60 cái, lắp theo cái phương thẳng đứng hình nhịp tim cho em, cho nó dồn hết cái lực vào cái bình này cho nó mạnh. Mọi người nghe tiếng nước không ạ? Khi nào anh chị lắp anh chị không nghe tiếng nước nữa, tức là lúc cái kem nó bông rồi. Đấy là kinh nghiệm chúng ta nghe, xong là bơm thử ra. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bơm kem ra thử. Đấy ạ.